Xin chào mọi người, lại là Mỹ Duyên đây. Thì Mỹ Duyên đã làm một cái video clip ngắn một vòng Celadon trên TikTok rồi. Thì hôm nay Mỹ Duyên sẽ làm một cái video clip dài hơn để có thể nói nhiều hơn và kể thêm nhiều câu chuyện về Celadon City. Thì xin mời mọi người cùng theo chân Mỹ Duyên nha. Thì hiện tại là Mỹ Duyên đang đứng ngay góc vòng xoay Celadon. Phía bên đây là khu Spark Club, rộng 5,4 hecta lần đó mọi người. Thì Duyên cũng đi xem dự án rồi, thì Duyên chưa thấy một cái khu thể thao nào mà được làm rất là chỉnh chu và nhiều tiện ích như vậy. Phòng gym, hồ bơi, nhà hàng tiệc cưới, rồi sân tennis, sân cầu lông, sân đá banh, cái gì cũng có trong đây hết. Và Mỹ Duyên là đặc biệt là Mỹ Duyên rất là thích là bơi hồ bơi ở đây, bởi vì họ lọc cái dòng nước khoáng và có cái chiều dài lên đến 50m, rất là thoải mái để mình bơi lội, và có kể cả phòng xông hơi ướt và xông hơi khô nữa. Đó, đây là cổng chính đi vào khu Spark Club nè. Bên mé bên kia là chuỗi các trường học, trường Maple Beer, trường mầm non Maple Beer của Canada. Kế bên là trường công lập Tôn Đức Tùng và Lê Trọng Tấn, trường cấp 2, cấp 3 nè. Đó, thì anh chị có thể thấy là cái khu Spark Club này nó trải dài từ cái vòng xoay ở dưới Celadon đến cuối đường Bà Bao luôn. Mé bên đây là khu vực rất nhiều sân tennis bên đây. Và chúng ta đang tiến ra khu đường Bà Bao. Hồi xưa cái đường này là chỉ là đường đất đỏ thôi, nhưng sau này họ đã mở rộng để chia lửa cho cái phần đường ở ngoài chợ Sân Kỳ. Thì nói chung là đường đi cũng thoải mái hơn chút á, nhưng mà cuối tuần thì nó cũng kẹt bởi vì khách đổ về khá là nhiều á mọi người. À, khu vực sân tennis nè, bọc qua tốt bên đây luôn. Duyên toàn lựa giờ nắng để đi review cho mọi người không à. Giờ này cũng tầm khoảng 10 giờ mấy á. À, bên đây có sân bóng rổ nữa nè. Dự án khu đô thị Celadon thì 82 hecta thôi, nhưng mà họ dành ra đến hơn 5 hecta chỉ để làm cái khu thể thao. Còn miếng đất kế bên khu thể thao đó chính là trường Lê Thánh Tông. Đây là nhánh của trường Nguyễn Khuyến. Thì trường này chắc hẳn là chắc mọi người cũng biết tới nhiều rồi, một ngôi trường rất là nổi tiếng. À, Duyên đi hôm nay là sáng thứ bảy thì phụ huynh tới đón con em mình rất là nhiều ha. Đó, bên diện trường là chợ Sân Kỳ nè, đúng sầm út. Duyên đang đi ngang với cái cổng chính của Celadon City nè, và cạnh đây là campus của trường quốc tế Á Châu. Thì hiện tại là họ chưa có xây, tuy nhiên thì lượng cư dân của Diamond Anata, Diamond Brilliant, Emerald về đây cũng khá là nhiều rồi. Hy vọng là trong tương lai họ cũng sẽ xây dựng sớm mà thôi. À, còn gần đây thì đối diện miếng đất của quốc tế Á Châu thì sẽ có Ủy ban Nhân dân nè. Rồi kế bên Ủy ban thì có trường học cấp 1 đến Bộ Lĩnh. Thì nãy giờ anh chị cũng thấy á, nãy giờ mình đi ngang rất là nhiều trường. Không biết là anh chị có nhớ nãy giờ mình đi qua bao nhiêu trường không? Có trường mầm non Maple Beer của Canada, trường cấp 2-3, Lê Thánh Tông, Tôn Đức Tùng, Lê Trọng Tấn, rồi Đinh Bộ Lĩnh, cũng 5 trường rồi. Thì nếu mà anh chị có con em về đây thì không ngại về vấn đề là con mình đưa đón mình, con mình đưa đón đi xa. Đó, phía trước mặt là thêm một cái vòng xoay của Celadon City nữa.
và chắc hẳn thì ai cũng quá quen thuộc đối với Aeon Mall rồi. Nhiều người thì Duyên thấy là chắc là biết Aeon Mall nhiều hơn là dự án Salada City của căn hộ kế bên đó. Hồi trước từ 2014 thì Aeon chỉ có 3.5 hectare thôi, nhưng mà lượng khách quá khủng khiếp nên họ đã mở rộng gấp đôi, 7 hectare. Tuy nhiên thì Duyên thấy vẫn quá tải như thường. Bởi vì ở khu Tây Sài Gòn thì chỉ có mỗi anh Aeon Tân Phú và lại Aeon Bình Tân thôi. Đó, còn bên đây là miếng đất của làng văn hóa nè. Thì hy vọng trong tương lai cũng sẽ sớm hoàn thiện cái viên gạch cuối cùng để cho hoàn thiện hết cái bức tranh của Salada City. Bây giờ chắc Duy sẽ dòng vào đường nội khu nha. Tính quẹo á, mà thôi đi theo chiều vòng xoay đi cho đúng luật. Vừa đạp vừa nói chuyện nhiều khi bị hụt hơi nên mọi người thông cảm Duyên nha. Đó, cái đường này là đường nội bộ đằng sau của Aeon Mall nè. Khúc này là khúc xe hàng hóa ra vô. Duyên đi nhiều cái trung tâm thương mại rồi thì thật sự là Duyên rất là thích Aeon Mall ở đây. Bởi vì cái cách họ phục vụ và cái lượng hàng hóa rất là đa dạng. Đi ngoài kia nắng chang chang, cái tự nhiên vô đây cái mát hẳn luôn mọi người. Toàn là cây xanh không à. Thì quy một khu đô thị á, họ dành hẳn đến 16 hectare chỉ để làm công viên cây xanh thôi. Vào đây thì nhiệt độ nó giảm chắc xuống đâu đó khoảng 1-2 độ gì đó. Rất là mát. Ở đây cổng sau nè, hôm nay là cuối tuần nên lượng khách họ đi ông cũng khá là nhiều á. Khu căn hộ nó sẽ nằm đằng sau cái công viên này. Thì quanh khu đó là khu Diamond Brilliant. Và bập bởi Diamond Brilliant thì chắc mọi người cũng biết đó là dãy condo villa. Đi hoài mà không thấy hết cái khu siêu thị luôn á. Nhà Duyên ở đây nên Duyên thật sự là rất là thích quay, nhiều khi cũng chẳng để qua mua sắm gì hết, chỉ là đi dạo thôi. Tới khúc này là chưa thấy một cái mall nào mà nó làm cái khu mà để xe hơi mà nó cao như vậy luôn á mọi người. Mà lại đặc biệt là miễn phí cho xe máy và xe hơi luôn. Thường mà nếu mà đậu xe ở những cái khu trung tâm khác á thì Duyên thấy xe hơi không cũng bèo cũng phải 30-40 rồi. Bởi vậy nói vui chứ thích chơi tại vì được miễn phí chỗ đậu xe. Còn đây là khu office house. Thì hồi xưa theo quy hoạch á thì ở đây là khu Sapphire, là khu căn hộ thôi, nhưng mà họ đổi để làm khu văn phòng. Thì có showroom Mercedes cũng đã về đây và khai trương rồi đó mọi người. Để Duyên đứng đây cho mọi người thấy là ở đây có một cái chiếc xe điện đang đưa cư dân từ khu phân khu Ruby Hill ơi mà rồi vậy đó đến khu Aeon đó, mọi người thấy không? Rồi, chuẩn bị vào một lớp bảo vệ đầu tiên. Cảm ơn anh. Đây là phân khu Ruby, phân khu đầu tiên của dự án Salada City. Thì hôm nay là cuối tuần nên cư dân sinh hoạt rất là đông nè ha. Có cái shipper nữa. Thì quay trở lại thì khu Ruby này đã ra từ những năm 2014.
Thì theo Dương thấy về những tiện ích và chất lượng thì cũng khá ổn. Nói chung là về tiện ích mảng xanh đây thì cũng tuyệt vời không kém những khu khác. Họ cũng đã sơn phết lại hết rồi nè, nhìn cũng mới tinh nè. Hồi xưa từ những năm đầu tiên á, họ bán cái phân khu này á, rất là chậm, mất đến 3-4 năm họ bán xong. Cái thời mà Duyên bán từ 2016 còn có những cái chính sách như là trả góp 48 tháng không lãi, không lãi suất luôn nha. Có nghĩa là Duyên nhớ không rõ là lâu quá gì không nhớ rõ, đóng khoảng 30-40% gì đó nhận nhà sau đó còn được trả góp nữa. Rất là thoải mái. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị tiến vào phân khu thứ hai là Emerald. Ai bay flycam vậy ta? Đây là phân khu đã được bàn giao từ năm 2020. Thì lúc nãy Duyên có nói với mọi người á, là khu Ruby hồi trước là chủ đầu tư bán khá là chậm. Tuy nhiên thì tới lúc mà Emerald mở bán thì đa phần là lúc nào sẽ mở bán hết lúc đó thì cũng có hàng list stop. Lúc đó thì khách hàng phải bốc thăm, cạnh tranh rất là nhiều. Có nhiều căn hot đến nỗi là phải bỏ phiếu vài chục phiếu đến cả trăm phiếu lần. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng thấy đó là thị trường kinh tế giảm nhiệt, không phải chỉ ở riêng Việt Nam mà cả toàn thế giới, nên làm cho thị trường bất động sản nó cũng chẩn lại và cái giá ở đây nó cũng chẩn. Thì Duyên thấy đó cũng là cơ hội cho những người mua ở mà có dòng tiền sẵn. Còn những khách hàng nào mua đầu tư á, nếu mà không cần vội ra hàng thì cứ để lâu dài thôi, hoặc là cho thuê cầm chừng cũng được, không có gì mà phải vội bán gấp hết. Thì chúng ta bên đây có thêm cái chỗ để cho cư dân đạp xe nữa nè, và chúng ta đang chuẩn bị tiến vào thêm một lớp bảo vệ nữa. Chắc họ đang chuẩn bị làm đường trồng cây xanh thêm nè. Giờ chúng ta sẽ đi vào khu Diamond Brilliant trước. Cảm giác còn gì tuyệt vời bằng khi đi dưới tán cây bóng mát rồi ở bên cạnh lòng hồ. Thêm một lớp ba rem bảo vệ của khu Diamond Brilliant. Thì hiện tại là mấy cái chốt bảo vệ này họ mới mở thôi mọi người. Hồi xưa thì khách hàng của Duyên cũng hay hỏi á, nếu mà cái khu đại lộ mà mở ra rồi những ngăn shop kinh doanh sầm uất thì có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh ở đây không? Thì chủ đầu tư cũng lo ngại vấn đề đó và họ cũng đã xây, đã làm rất là nhiều chốt bảo vệ. Thì hiện tại là mai mốt ổn định rồi thì cái muốn mà đi qua mấy cái lớp bảo vệ đó là phải cần có thẻ từ nha. Đây, mọi người có thể thấy đây là 98 căn condo villa The Glen. Tất cả các căn ở đây đều sẽ từ 2 cho đến 3 mặt tiền. Thì cái mặt này sẽ nhìn về công viên lớn nè, có một mặt đằng sau nhìn công viên nội khu nữa. Thì mấy căn này chủ đầu tư họ cũng bán hết rồi. Bây giờ toàn bộ là giao dịch chuyển nhượng lại, cũng khoảng 23-24 tỷ cho một căn. Giờ là anh chị mua, anh chị có thể nhận nhà ở liền được luôn á. Còn đây là phân khu Diamond Brilliant. Để đánh một vòng vào cho mọi người xem nha. Vào đây thì cần có thẻ, tại vì cư dân ở cũng ổn định rồi. Ok, để Duyên đánh một vòng vào cho mọi người xem thử. Còn quẹt thẻ nha mọi người. Nè, khô trong đây. Em thấy thì nhiều căn ở đây là lắp rèm này kia là có người ở hết rồi đó mọi người. Bên đây là Anata nè. Cái chỗ lõm lõm ra là cái chỗ mà đi lên của Scaling Villa. Ở đây thì có 3 lốc thôi.
Đùa quen. Đây là một trong những phân khu mà có mật độ xây dựng có thể coi là thấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á, chứ không chỉ riêng khu Celadon đâu. 5,5 hecta mà họ chỉ xây dựng có 547 căn hộ và 98 căn condo villa thôi. Nếu mà cùng với một cái quỹ đất như vậy ở dự án khác thì họ xây ít nhất như nghĩ là cũng phải 2-3.000 căn. Tiêu chuẩn ở đây thì như một khu resort vậy đó. Đó, đây là sảnh lễ tân của một lốc B1 nè. Còn đây là khu clubhouse. Bên đây là thêm một sảnh lễ tân, sảnh này sảnh của lớp B2, B3. Nè, hồi nãy Duyên có nói khu condo villa nó có từ 2 đến 3 mặt tiền á. Thì cái căn bên mé bên này á, là căn góc đến 3 mặt tiền luôn nè. Nhà đằng trước công viên lớn, ở đằng sau là công viên nội khu. Thôi thì chắc Duyên dẫn mọi người đi qua khu khác đi ha. Phải lấy thẻ. Mấy cái xe tải này Duyên nghĩ là chắc là họ đang vận chuyển đồ để nhiều căn đang thi công nội thất ở trong đây nè. Từ đây là phân khu Brian phải qua một cái lớp công viên lớn Rematayon. Còn bên mé bên đây là dãy Diamond Anata. Cái này là đoạn đầu. Cái Duyên sẽ bắt đầu chạy vào đại lộ Cambodia nha. Nói chứ mới có nửa cái đại lộ thôi. Chắc dự kiến là cuối năm nay thì cái đại lộ này sẽ mở rộng ra luôn. Đây là mặt tiền của phân khu Diamond Anata ha. Bên dưới là có để Duyên chạy lên cho mọi người coi kỹ hơn cái shop. Thì Duyên cũng có làm một cái clip review về 68 căn shop house chi tiết, thì mọi người có thể lên kênh của Duyên để xem thêm nha. Ok. Thì hiện tại là cũng có Gensai Mart họ mở hoạt động rồi nè. Theo Duyên tìm hiểu thì Gensai cũng có nhiều ở những cái khu dân cư bên quận 2, Empire City, An Phú, cũng nhiều chỗ á. Thì sắp tới thì sẽ có thêm spa Bella Lumiere nè. Tầm ít tháng đó thôi là chắc là khu shop này sẽ kinh doanh rất là nhộn nhịp. Ở bên mé bên kia là Diamond Anta Plus. Nhưng thấy họ thi công cũng khá là nhanh ha. Có lắp kiến rồi sơn phết mặt ngoài, xong rồi hiện tại là họ đang lắp sàn gỗ và lại thiết bị bên trong á. Dự kiến thì chắc cũng sẽ cuối năm nay là họ bàn giao thôi. Duyên đạp lên vòng trên đây cho mọi người coi thử ha.
có mấy cái cách điệu này rất là chị tin nè, dễ thương. Còn đây là trung tâm quảng trường thác nước nơi mình Anata. Mai mốt mở thêm cái thác nước đối diện nữa là tha hồ có chỗ để chụp hình sống ảo. Cũng có mấy chị đi chụp hình vui cái này. À, cái bên này cũng có nhà hàng chuẩn bị mở nè mọi người. Cách Leia sẽ mở vào tháng 9. Ở phía trên thì mọi người có thể thấy là nhiều căn hộ cũng đã thi công nội thất. Cái dòng Skyline Villa tầng 2, 3, 4 mà Duyên có làm clip review trên kênh của Duyên thì anh chị có thể tham khảo thêm. Thì Duyên thấy là người ta làm nội thất và ở cũng tương đối nhiều rồi ha. Ok, thôi chắc bắt đầu đi tiếp thôi. Đứng một chiều chút xíu người ta la. Rồi, Duyên vòng lại đúng chiều. Giờ thì chắc Duyên sẽ dẫn mọi người đi vào nội khu bên trong của công viên nha. Duyên sẽ dẫn mọi người đi mấy công viên bên đây, tại vì công viên bên đây nhiều khi cuối tuần á cư dân cũng đông nên mình đạp xe sợ làm phiền họ. Đi bên đây thì vắng hơn. Đó. Ok, chuẩn bị thôi. Bên đây là miếng đất A6 của Tamanata Plus và Diamond Century. Bây giờ mình vào đây á thì mình cũng xài hết tường nha. Thì mai mốt những cái phân khu Anata Brilliant thì cũng bắt buộc khi mà họ vận hành này kia ổn định hết rồi cũng phải xài hết tường hết thôi để đảm bảo an ninh. Chết thôi. Ui. Ok. Quá tuyệt vời. Mát mẻ quá. Mà yên tĩnh nữa. À, mẻ bên trong đây là Diamond Century. Phân khu cuối cùng và cũng là phân khu cao cấp nhất Selangor City. Đó. Ở đây hầu hết là những căn mặt ngoài sẽ là 3 phòng ngủ view nhìn hướng về toàn bộ là mảng xanh rất là mát mẻ luôn. Công nhận là Duyên đạp vô đây giống như là Duyên đi vô một khu rừng vậy đó mọi người. Có nghe tiếng ve kêu nữa nè. Ôi trời ơi, có tắc kè. Rồi cũng nghe tiếng chim nữa. Rất là thoải mái. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình có thể vào đây để đạp xe thư giãn hoặc là đi bộ, tập yoga trong đây cũng được nữa. Chất lượng sống của Seller anh có thể nói là quá là tuyệt vời luôn á mọi người. Thì hôm nay chắc là ở đây có thể làm tổ chức tiệc BBQ được nè. Cũng có người ta đi tập thể dục chứ bộ. Trong đây là có sân bóng rổ ngoài trời. Hãy lấy cho thử coi. Century thì họ đã cất nóc hết rồi đó. Đây là hai lớp C3 và C4 nè. Chính giữa là khối tiện ích. Nhìn tất cả là view mảng xanh yên bình và trong lành. Ủa, chắc cái đường bây giờ đã rồi không biết đường ra. Ây da, mày đem đây.
Mùa này mùa hè có vẻ nghe tiếng ve hay dế kêu cũng nhiều nè. Mỗi ngày mà sau khi làm việc mệt mỏi mình vào đây mình thư giãn thì có thể nạp lại năng lượng một cách rất là nhanh chóng. Cái bốt này hình như là buổi sáng người ta có bán cà phê nè. Trước mặt mọi người là một cái hồ cảnh quan lớn thứ hai tại Seoul City. Ở đây có đến 3 hồ lận. Thì cổng chính vào sẽ là có 2 hồ và thêm một cái hồ lớn nhất ở khu Emerald nữa. Ồ. Ý da da, té té. Đó, có ngỗng đó kìa. Mấy em này tính ra hả? Cũng không dữ lắm nha. Hello. Không có nhát người. Ôi, đậu đây ngồi chơi một chút xíu. Quá tuyệt vời luôn á. Hello. Mà Duyên nghe nói là mấy anh ngỗng này là cũng như chó giữ nhà đó. Khôn lắm mà cũng hơi hung dữ á. Duyên không dám lại gần sợ mấy ảnh dí. Thôi bây giờ tiếp tục đi thôi. Ui mát quá. Chắc là Duyên sẽ dừng lại, tại vì cũng hết phân khu phần đất của dán rồi. Tới ba ngang.